Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn in một poster cỡ lớn chỉ với máy in A4. Thì đầu tiên các bạn tải cái chương trình Raster Butter tại cái địa chỉ là asia.net như thế này. Thì cái địa chỉ này mình sẽ để bên dưới. Sau khi các bạn tải về thì các bạn thấy là nó làm một file nén dung lượng có 866 KB thôi. Bạn chỉ việc bung nó vào ổ cứng và chạy cái file raster-butter.ee để chạy chương trình mà không phải cài đặt. Sau khi mà các bạn tải và chạy chương trình raster-butter thì chương trình nó sẽ có dạng như cái hình vẽ này, và khi đó bạn chỉ cần một máy in màu có thể in cái khổ giấy A4. Thì bạn muốn in cái ảnh mà hoặc là muốn in cái poster của bạn ra kích thước bao nhiêu cũng được, thì Raster sẽ giúp các bạn thực hiện cái khả năng này. Thì khi đó chương trình nó sẽ cắt cái tấm ảnh hay là tấm poster các bạn ra thành rất nhiều phần khác nhau bằng đúng khổ giấy A4, và cái công việc của bạn là chỉ việc ghép chúng lại với nhau hoặc là chơi một cái trò chơi xếp hình thì các bạn sẽ có được một cái ảnh rất là lớn. Thì các bạn nhập vào cái con số là output size bao nhiêu sheet, bao nhiêu trang ở trên này, thì lập tức là nó sẽ chia ra cho các bạn là được thành bao nhiêu tấm hình A4. Thì đầu tiên là sau khi các bạn chọn thì các bạn chọn ngôn ngữ và ấn continue, các bạn ấn vào browse chọn vào cái poster hay là cái ảnh của bạn, các bạn chọn đó và các bạn ấn Open để mở ra rồi Continue. Các bạn chọn khổ giấy của máy in thì các bạn chọn khổ đứng hoặc là khổ ngang, portrait hoặc landscape. Portrait là khổ đứng còn landscape là khổ ngang. Ô sheet thì các bạn lựa chọn cái số tờ mà bạn cần, cái chương trình Raster Butter này nó cắt ra cho mình. Thì nếu như mà các bạn lựa chọn cái số sheet, cái con số này này ở trong cái ô sheet càng nhiều thì cái tấm ảnh của các bạn nó càng lớn, và Raster Butter nó có khả năng cắt cho các bạn đến 1.000 tấm đấy. Thì các bạn muốn bao nhiêu tấm thì các bạn gõ vào đây và các bạn ấn Continue, thì khi đó nó sẽ cắt ra cho các bạn và nó sẽ tự động in. Thì các bạn nhớ cái tải cái địa chỉ tải Raster Butter ở trong cái địa chỉ như này, mình sẽ để cái địa chỉ bên dưới cho các bạn.